Xin chào các bạn, tôi là Minh Tú, một chuyên gia trong lĩnh vực tẩy rửa của tập đoàn VMC Group. Hiện nay tôi đang kinh doanh các dòng tẩy rửa. Dạo gần đây thì có rất nhiều các bạn có gọi điện hỏi tôi về cách sử dụng tẩy sơn trên bề mặt sàn nhà, tường nhà hoặc tẩy sơn trên các vỏ xe ô tô, xe máy, các loại băng keo dán mà không có cách nào tẩy được. Thì hôm nay Tú sẽ làm một clip để giới thiệu cũng như hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm đúng cách và hiệu quả nhất. Trên tay tôi đây là hộp siêu tẩy sơn VMC lọ 1 cân. Ở dưới nhãn phụ có hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể xem trên này để có cách sử dụng. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu mở hộp ra cho xem. Đầu tiên có một cái lớp lắp vặn, mình phải vặn ra trước. Tiếp đến ở đây sẽ là một lớp lắp khóa, mình sẽ phải dùng dao. Bước này các bạn khui từ từ nhẹ nhàng các mấu bên cạnh của nắp, sau đó mở ra, mở hết sức nhẹ nhàng vì có thể lớp siêu tẩy sơn nó sẽ còn bắn lên trên một chút. Và khi làm thì chúng ta phải đeo găng tay. Đây, bên trong là dung dịch VMC siêu tẩy sơn, nó sẽ là dung dịch lỏng vàng và đậm đặc. Mình sẽ phải dùng một cái đồ để đựng cái lớp cái dung dịch này, mình đổ ra. Thì tôi vừa đổ sẽ đổ một chút ra bát để thử nghiệm cho các bạn xem. Và tiếp theo, các bạn chuẩn bị một cái chổi cọ để lấy lớp hóa chất siêu tẩy sơn này lên, quét. Ở đây tôi đã chuẩn bị một cái lớp vỏ xe máy bằng nhựa và tôi đã làm sạch trước để mình có thể tẩy sơn cho dễ dàng hơn. Các bạn trước khi làm cũng phải như thế, tẩy sạch bề mặt trước. Tôi sẽ bắt đầu tiến hành quét lớp dung dịch tẩy sơn lên vỏ. Mình quét thật đều. Ví dụ, đây là lớp sơn mà mình, vị trí sơn mà mình cần tẩy. Quét đều dung dịch lên. Để hóa chất sẽ ngấm vào cái lớp sơn này trong vòng 3 đến 5 phút. Để quét như tôi đã là vừa đủ. Em cầm đưa. Đây là thành quả của sản phẩm sau khi mình đã tẩy. Có cái axit formic, methanol, các hoạt chất bảo vệ bề mặt nên cái lớp sơn ở trên vỏ xe máy này đã được tẩy sạch mà không làm ảnh hưởng đến bề mặt của sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này. Hy vọng sau clip này các bạn sẽ có một phương pháp tẩy sơn hiệu quả nhất. Nếu có thắc mắc hay muốn tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới clip này để được nhận sự tư vấn miễn phí từ các chuyên gia của tập đoàn VMC Group. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.